Vâng, xin chào mừng tất cả các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của cửa hàng âm thanh 5 Tép. Và trước mặt các bác đây là một sản phẩm loa full bass 30 của thương hiệu D-Acoustic, có model là MR12. Thì hôm nay đây là cái phiên bản chính thức mà cửa hàng 5 Tép mới nhập về, và đây cũng là cái model cao cấp nhất trong phần phân khúc karaoke của thương hiệu này. Thì trước đây thì bên cửa hàng em đã làm một cái review về cái loa này. Tuy nhiên cái khi đó thì đó là cái sản phẩm demo, nó chưa có đầy đủ những cái, tức là về bát tép và phân tần thì tất từ từ giống nhau. Tuy nhiên là nó sẽ khác một chút, là nó chưa đầy đủ những cái tem, tức là nó trên thùng nó cũng chưa, tức là cái sản phẩm demo ấy thì nó thùng của nó thì nó cũng sơ sài, tức là nó không có tên nhãn hiệu. Bát lo tép lo nó cũng không in tên nhãn hiệu, và thậm chí là mã số mã vạch nó cũng chưa có. Thì đó là cái sản phẩm demo ở bên hãng họ gửi về để cửa hàng em test thử. Thì hôm nay thì là đây là cái sản phẩm chính thức, và bên em nhập về cái số lượng khá là nhiều để đủ cho các bác, phục vụ các bác trong vòng 1-2 tháng tới. Thì vừa rồi thì các bác biết là bên cửa hàng 5 Tép đã ký đại lý phân phối ủy quyền của hãng DE. Đây là cái giấy chứng nhận của các bác nhé. Cho nên mà các bác, khi các bác mua những cái sản phẩm của cửa hàng em thì sẽ đảm bảo cho các bác rằng tất cả những cái sản phẩm này đều là sản phẩm chính thức và gọi là sản phẩm chính hãng của DE, không phải hàng sản phẩm nhái, không phải là hàng sản phẩm loại 1 loại 2, mà là hàng ship 100%. Thì như các bác đã biết rằng là cái hàng gì mà nó cũng có hai mặt của nó. Ví dụ như là hàng gì nào mà nó càng nổi tiếng, càng nổi, càng hay thì sẽ có cái sản phẩm nhái của cái hàng đó. Thì để tránh cái trường hợp mà mua phải hàng giả, hàng nhái, hàng không chính hãng, thì các bác nên mua những cái sản phẩm tại những cái cửa hàng mà được DE phân phối và uy quyền. Thì Nam Tết là một trong những cái cửa hàng đó, và vinh dự là cửa hàng Nam Tết sẽ phân phối cho các bác những cái sản phẩm DE chính hãng. Với hôm nay thì cái sản phẩm chính thức đã của nhà máy đã gửi về, và cửa hàng em sẽ làm lại cái giới thiệu chi tiết về cái review cái sản phẩm này, để toàn bộ những cái tem mác và thông số kỹ thuật của sản phẩm. Thì song song với cái giới thiệu về phần ngoại quan thì các bác có thể nghe về phần chất âm của cái sản phẩm này bằng cách là chúng ta click lên vào cái đường link ở phía trên đấy, test đồng bộ dàn DE Acoustic, hoặc là chúng ta có thể là click vào cái phần đường link ngay ở phần mô tả của cái video này, em để ngay đường link đấy, thì các bác có thể là vào cái đó để chúng ta nghe cái chất âm của cái dòng loa này. Thì đối với cái dòng loa này thì các bác, em có thể đảm bảo cho các bác rằng là đây, nếu mà trong phân khúc thì đây thực sự em chưa thấy dòng loa nào có khả năng vượt qua được dòng loa này về chất âm. Thứ nhất, về thương hiệu của nó thì các bác không phải lo, đây là một cái dòng thương hiệu DE, là một cái thương hiệu của Đức. Đấy, hàng có người Đức làm thì các bác biết rằng là những cái chất lượng của nó thì không cần phải suy nghĩ. Thì giá của nó thì cũng rất chi là cạnh tranh. Ví dụ như một đôi loa này bây giờ bên em đang phân phối theo giá niêm yết của hãng là 15.500.000 đồng một đôi, tức là nó chỉ trong cái khung giá tầm trung thôi, chưa phải là hàng đắt tiền bằng những cái đôi loa trên 20 triệu gì đó. Tuy nhiên là em khẳng định là những cái dòng loa mà trên 20 triệu chưa chắc đã ăn được, và hiện nay cũng rất nhiều những anh em đang phân phối những cái thương hiệu khác. Em khẳng định rằng là giá thì có thể là vượt, tuy nhiên là cái chất âm thì không thể bằng loa này được, em khẳng định với các bác luôn. Thậm chí là các bác dùng loa ngoài trời thì các bác chỉ cần một cặp này các bác đánh cho em nói giá kinh khủng luôn. Và một điều nữa em cũng tiết lộ các bác rằng là sau video này sẽ có một cái video em sẽ, thậm chí là em sẽ ví dụ những cái loa như thế này, bên em sẽ thậm chí là ngâm nước của nó để lôi lên đánh tiếp, hoặc là các em có thể là tháo ra, cắt toàn bộ những cái nội thất ra để côn, tức là cắt cả côn cả màng ra để cho các bác biết là cái chất lượng bên trong của nó là thực sự là đẳng là bao nhiêu. Thì cái video đó em sẽ kết hợp với hãng, em sẽ làm cái video chi tiết sau. Đấy, chứ còn vì là cái đó là phải tiền túi của em không thể bỏ ra được, nhưng phải hãng tài trợ thì em mới dám làm. Thì em đang chờ cái, tức là trong ngày mai ngày mốt ấy, thì em sẽ kết hợp với hãng thì em sẽ làm cái video này. Cái video đó thì sẽ công bố rộng rãi cho các bác biết. Thì cho nên mà các bác
muốn mà những cái video mà gọi là nó chi tiết hơn cả về côn, cả về sức chịu tải, và thậm chí là em sẽ đem cái con loa này ra em sẽ đấu với những cái đẩy công suất nó thật lớn, thật mỡ to lên xem nó có thực sự nó có dè bị dè loa không, nó có dễ cháy như chúng ta dùng không. Cho nên mà để các bác yên tâm về cái chất lượng của nó. Còn về cái chất âm của nó thì các bác yên tâm, em đã có video test rồi, và dòng loa này thì các bác cứ mở căng tẹt đa đi, không bao giờ các bác phải lo cái chuyện dè tiếng ở đây, không bao giờ ấy. Mà tiếng bát của dòng loa này cực kỳ là lực luôn. Đấy. Thì bây giờ em sẽ đi chi tiết của nó. Thì đây là cái thùng loa, đây các bác thấy rằng đây là cái thùng loa mà bên em đã khui ra cái thùng. Khi mà các bác mua những cái dòng loa nó có cái thùng như thế này, nguyên bản thùng của hãng nó gửi về thế này, nó có những cái tem như thế này, đây, đây. Tiền này mới China, là vì cái dòng loa này nó sẽ sản xuất tại China các bác nhé. Đây, nhà máy đặt tại Trung Quốc đấy, đấy. Và có đây đây có những cái thông tin về vấn đề vận chuyển đây, đấy, chúng ta thấy đây là cái thông tin của cái đơn vị vận chuyển nhá, đấy, và đấy tem đây như thế này, đây là cái thùng, thậm chí là cái băng keo của nó, đặc biệt đặc thù của nó như thế này. Băng keo này chúng ta sẽ thấy cho trên những cái dòng loa như của B3 nó cũng dùng băng keo này, đấy. Thậm chí là cả cái ghim này nữa, cái ghim mà ghim bằng đồng này nó bị rơi rồi. Đây cái ghim như thế này, đây đây những cái ghim như thế này thì nó cũng thùng này cũng khá là giống cái thùng của loa B3, và thậm chí là băng keo này giống đấy. Thì khi mà mở thùng ra chúng ta sẽ thấy là đây xốp đựng này, đấy, bao bì cứu bóng ở trong để cho tránh trường hợp là bị nước vào, đấy, và cứu bảo hành. Cứu bảo hành thì cứu bảo hành này thì nó có tác dụng ở bên thị trường Trung Quốc, tuy nhiên là sẽ có một cái phiếu bảo hành của hãng kèm theo. Cái phiếu bảo hành thì đang chờ hãng gửi về, tức là bên Việt Nam ấy, phiếu bảo hành có tác dụng ở bên Việt Nam. Cái này chỉ có tác dụng là bằng tiếng Anh, sẽ có một cái phiếu bảo hành bằng tiếng Việt kèm theo cái này rồi các bác. Khi mà các bác mua sẽ có như thế này, thì là cái sản phẩm mới về là sẽ có DL Boutique, cái công ty SLV Lại Nam ấy, họ là phân phối độc quyền và họ sẽ chịu trách nhiệm cái phần này, và là sẽ có phiếu bảo hành của công ty đó. Thì em đang chờ bên hãng gửi cái bên công ty họ gửi cái phiếu bảo hành này về. Đấy, thì đây là cái thùng của nó. Thì về loa đây, đây cái dây căng của họ, đây dây căng của này thì là bằng lưới sắt các bác nhé, lưới dập sắt đây. Đấy, trong là vải, bọc vải chống bụi. Đấy, logo đe. Cái phần này thì nó có cải tiến hơn so với cái phiên bản bằng demo thì cái logo này nó làm màu trắng, cái này nó là màu vàng, nhìn nó nổi hơn. DL Boutique. Về bát loa thì thực sự là nhìn cái bát gấu kinh khủng luôn. Này chúng ta thấy cái bát này nó đây. Đây. Bát nặng. Cực kỳ là nặng luôn. Cái xương của nó này thì các bác yên tâm, không bao giờ lo chuyện gãy xương. Bên em là cái bên vận chuyển loa bên bưu điện khá là nhiều, và gặp những cái xương như thế này em rất, những cái xương mà kém á, vận chuyển nó hay bị gãy. Tuy nhiên là xương này thì các bác yên tâm, xương này cực kỳ là cứng, vận chuyển không bao giờ lo bị gãy. Xương này rất chỉ là nhiều cháu mà xương cứng, xương dày lắm, nó không phải là mỏng như những cái hàng kia, xương này cực kỳ là dày luôn. Đấy, từ của nó là từ 19 thôi nhá, từ 19. Đấy, côn là côn 76 này, màng này màng trong nước. Đấy, em sẽ vài hôm nay em sẽ kết hợp với hãng, em để cái loa này em đổ nước này đánh nó sướng. Đấy các bác nhìn thấy, em sẽ đổ nước cái này. Này màng trong nước nhá. Rồi. Đây, côn 76. Này các bác thấy này. Để ý là cái hàng xịn của nó đấy. Chúng ta là sẽ nhìn cái nhện này là màu hình nhà bãi trầu các bác nhé, hình bãi trầu như thế này, màu vụ, nó không phải là màu vàng giống như hàng khác nhé. Tránh trường hợp là nếu như mà khi mà có mà sự thay đổi về cái này màu khác này thì bên hãng nó sẽ thông báo. Còn tạm thời là các bác cứ phải là màu như thế này mới là mà hàng chuẩn thôi nhé. Và gân của nó cũng là gân vàng. Đây, gân của nó là phía sau là màu gân vàng. Đấy, màu vàng như thế này nhé. Đấy, như là thấy gân vàng. Tuy nhiên là cái màu này sẽ nhạt hơn so với màu của B3. Gân của B3 là màu vàng 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 đậm ấy. Còn cái này là vàng nhạt. Đấy. Và phía trước của nó thì do nó được bôi keo rửa gân cho nên chúng ta sẽ không thấy cái màu vàng của nó này. Đấy, không thấy cái màu vàng. Đây cái này là bôi keo rửa gân này. Cái bát này cực kỳ là nặng, nặng lắm. Đấy. Thì chúng ta thấy là đây, cái bản demo hôm trước mà em giới thiệu các bác là nó không có cái tem DE to như thế này. Đấy. Thì lần này là hãng chính thức của nó thì nó có cái tem như thế này, chúng ta thấy DL Cotic này, VKT Cotic này. Đấy, nó có những cái tem của hãng như thế này. Đây. Đấy. Và tép. Tép loa đây. Tép loa là tép con công nhận, là em phải nói rằng là phục cái con tép này.
chữ hay cực kỳ luôn. Đấy, tép này có tem này. Đấy, công suất của cái tép này là 60W thôi nhé. Tép này các bác đánh em sẽ có video để tra tấn cái tép này xem nó có cháy được không. Cũng khó phải là cháy. Đây có tem của DL này, DL của tích này. Đấy, chúng ta thấy. Đấy. Cái giá này rất là cạnh tranh nếu như mỗi cái hãng này. Đây phân tần của họ đây. Để em xoay cái phân tần. Đây. Phân tần của nó này. Đấy, chúng ta thấy phân tần. Thì các bác có thể là đây là hơi tối. Các bác muốn xem chi tiết cái hình của phân tần thì các bác có thể là kết bạn Zalo và em gửi hình vào Zalo cho các bác nhé. Đấy. Đây. Phân tần của nó nhé, bông tiêu âm này. Thì đây là cái phương các bác phải hiểu rằng cái DL nó là cái hàng xịn của nó sẽ phân khúc của nó xem ở trên những cái dòng thương hiệu khác, ví dụ như xe xe sao hoặc là những cái dòng thương hiệu khác, một số những cái thương hiệu Trung Quốc rất nhiều những cái cửa hàng đã phân phối, nó cũng là hàng xịn đó, em không nói những cái cửa hàng đó là phân phối là hàng nhái. Tuy nhiên là về phân khúc thì dòng DL là hàng cao cấp hơn, và thứ hai nữa là giá thì em thấy là DL trong những cái dòng loa kia nếu mà bỏ 15.500.000 đồng thì em nghĩ rằng nó sẽ rất là hợp lý. Nếu chúng ta mua một cặp loa mới như thế này rất hợp lý, và nó hiện nay theo em biết là những cái cặp loa ví dụ như là xe sao thì hiện nay là chết rồi. Em thấy là trên thị trường xe sao hiện nay là không biết là họ làm PR thời gian đầu thì rất nổi, thời gian này thì rất nhiều những anh em đại lý là không bán xe sao nào, hầu như là lên xuống, thậm chí là bên em đang phân phối những cái dòng đẩy của DL nó chỉ tầm trên dưới 10 triệu thôi. Tuy nhiên là giá nó rất là ok, được bảo hành 2 năm, chạy về class TD. Nếu như mà đi so hơn với những dòng đẩy khác giống như là AAP hoặc là những cái dòng đẩy CF hoặc là những cái dòng đẩy xe sao, nó toàn là nếu như cùng công suất tương đương, cùng phân khúc, tuy nhiên là những dòng đẩy kia toàn là trên 10 triệu hết. Nhưng tuy nhiên là DL thì giá nó vẫn cạnh tranh hơn và lại được bảo hành 2 năm, công nghệ của nó là class TD. Đây còn phía sau của nó này. Đây phía sau của nó là đều có mã vạch thôi nhá. Đây. Đấy. Cái này lần trước là cái bản demo là chưa có mã vạch này. Đấy, họ là gửi cái bản demo. Đấy, cái bản demo hiện nay thì em đang còn để đây trưng bày ở trong cửa hàng. Tuy nhiên là bác nào mua vẫn bán và bán rẻ cho các bác thôi. Để thu hồi vốn thôi. Đây, con này là công suất của nó là 300W thôi nhá, 300W. Tôi nhảy 97 decibel. Đây tần số là 55 đến 19K, nói chung là đấy. Đây là những cái thông số của nó. Cái loa này thì rất mong đấy, rất mong là một bác nào đó gọi là chịu chơi, chịu đầu tư để bên em sẽ làm cho các bác một đồng bộ DE bao gồm cả mic luôn, mic của DE, đẩy của DE và vang của DE và thận loa của DE nữa. Thì những cái bác nào mà làm những cái đồng bộ như thế này sẽ có một cái quà tặng rất chi là đặc biệt, thậm chí là giảm tiền cho các bác. Thì cũng mong rất nhiều các bác nào mà gọi là yêu mến cửa hàng em, yêu mến cái thương hiệu này thì các bác liên hệ và em sẽ xét cho các bác là một dàn DE Acoustic và sẽ để cho các bác một cái giá rất là phải chăng, sẽ giàn lọc cho các bác rất nhiều. Cái này em khẳng định là nếu như mà hãng chưa cho đâu, tuy nhiên là cái em sẽ lấy những cái tiền lợi nhuận khi bán của em thì em sẽ để hỗ trợ cho các bác, hỗ trợ cho các bác. Và thứ hai nữa là sẽ có một cái quà tặng vật chất và cả tinh thần để gửi cho các bác khi mà các bác mua đồng bộ như thế này. Em cũng xin kết thúc cái video tại đây nhé. Xin cảm ơn tất cả các bác và cũng nhắc lại cái sản phẩm này giá là 15.500.000 đồng thôi nhé, 15.500.000 đồng. Mà giá này nếu như mà bác nào làm công trình với số lượng lớn thì sẽ có một giá nó tốt hơn một chút. Đây, xin cảm ơn tất cả các bác, xin chào và hẹn gặp lại nhé.